Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tin Công Giáo. Mời các bạn đăng ký, like và share để cập nhật những tin mới nhất của kênh. Tam Nhật Thánh là gì? Tam Nhật Thánh, Tam Nhật vượt qua, gồm thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh và lễ phục sinh. Điều này bao gồm đêm vọng phục sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Tam Nhật Thánh bắt đầu từ chiều thứ năm tuần thánh và kết thúc vào kinh chiều của Chúa Nhật Phục Sinh. Như vậy, Tam Nhật Thánh gồm 3 ngày trọn vẹn, bắt đầu và kết thúc vào chiều tối. Tam Nhật Thánh là một phần của mùa chay, nhưng thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh vẫn được tính vào 40 ngày mùa chay truyền thống. Tam Nhật Thánh cử hành trung tâm điểm của đức tin và ơn cứu độ, sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Như vậy, Tam Nhật Thánh tưởng niệm bí tích thánh thể, cuộc khổ nạn, sự đóng đinh, sự chết và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Cùng với việc thăng thiên, các sự kiện quan trọng này tạo nên mầu nhiệm vượt qua. Mặc dù năm phụng vụ khởi đầu vào mùa vọng, nhưng vẫn đạt tới đỉnh cao trong Tam Nhật Thánh, đặc biệt là vào lễ phục sinh, lễ trọng của các lễ trọng, gọi là đại lễ. Lịch sử, các Kitô hữu tưởng niệm cuộc tử nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu từ thời các tông đồ, vì sự chết và sự sống lại của Ngài là trung tâm ơn cứu độ Kitô giáo. Ít là vào thế kỷ thứ hai, các Kitô hữu đã cử hành đêm vọng phục sinh, bắt đầu đêm thứ bảy, tiếp tục đến sáng lễ phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các Kitô hữu tưởng niệm lịch sử ơn cứu độ, chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu và cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu vào sáng sớm Chúa Nhật phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tân tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể lần đầu tiên. Từ việc cải cách phụng vụ của cộng đồng Vatican II, đêm vọng phục sinh và Tam Nhật Thánh lại đạt được vị thế ưu tiên trong lịch phụng vụ Công giáo Tây Phương. Luật năm phụng vụ và lịch phụng vụ đã tái thiết lập Tam Nhật Thánh là mùa sau mùa chay trong giáo hội Công giáo. Nhiều giáo hội tin lành không coi Tam Nhật Thánh là mùa phụng vụ và cử hành mùa chay cho tới trước đêm vọng phục sinh.